Ukraine báo động trên không, Nga thả tên lửa dồn dập vào Kiev. Theo tờ Kiev Independent, ít nhất 4 vụ nổ đã được nghe thấy ở Kiev vào khoảng 23 giờ giờ địa phương ngày mùng 5 tháng 8. Chỉ vài phút sau khi cảnh báo trên không đầu tiên vang lên, đã có vụ nổ đầu tiên xuất hiện. Nhiều tiếng nổ khác được nghe thấy ngay sau khi không quân Ukraine cảnh báo rằng các tên lửa tốc độ cao đang hướng về phía Kiev. Cơ quan quản lý quân sự của thành phố Kiev cho rằng Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc KN-23 của Triều Tiên để thực hiện vụ tấn công. Tính đến thời điểm này, chưa có thiệt hại nào được ghi nhận ở Kiev và không có thông tin về thương vong, cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev cho biết. Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Không quân Ukraine cũng thông báo sau 23 giờ, một nhóm máy bay không người lái UAV của Nga đã tấn công về phía tây của tỉnh Chorhiv, khu vực nằm ở đông bắc Kiev. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko xác nhận có thể nghe thấy lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ ngăn chặn UAV Nga phía trên khu vực. Trước đó, vào đêm 30, 31 tháng 7, Nga đã tiến hành cuộc tấn công hàng loạt bằng UAV kéo dài hơn 7 giờ. Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev cho biết, lực lượng phòng không đã tiêu diệt hơn 40 UAV Nga trong không phận thành phố và các khu vực lân cận.